Bao lâu thì nên tắt điện thoại di động? Người dùng nên tắt điện thoại di động trong vài phút nếu muốn máy hoạt động hoàn hảo, đồng thời có thể tránh bị khỏi tấn công mạng. Từ việc giữ liên lạc, quản lý công việc, đến giải trí và mua sắm trực tuyến, điện thoại di động đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống ngày nay. Điện thoại mang lại sự tiện ích và kết nối, nhưng việc sử dụng điện thoại di động liên tục mà không có sự kiểm soát có thể dẫn đến một loạt các vấn đề, bao gồm cả ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất và tuổi thọ của thiết bị. Một thách thức đối với người dùng là việc xác định thời điểm phù hợp để tắt điện thoại di động. Tắt điện thoại di động định kỳ mang lại nhiều lợi ích quan trọng. From saying into emerging, user entertainment and online shopping, mobile phone has become and the intense apple, part to the line, phone provide convenience and connectivity, but constant unchecked phone the user lead to the problem, including negative effect on the performance and longevity of the device. One challenge of user and determining the right time to turn off the mobile phone. Giúp giải phóng bộ nhớ. Khi điện thoại hoạt động liên tục, các ứng dụng và dịch vụ chạy ngầm có thể tiêu tốn bộ nhớ RAM. Việc tắt và khởi động lại thiết bị giúp giải phóng bộ nhớ, loại bỏ các tiến trình không cần thiết và cải thiện hiệu suất của thiết bị. Ngăn ngừa quá nhiệt. Điện thoại hoạt động liên tục có thể dẫn đến hiện tượng quá nhiệt, ảnh hưởng đến các thành phần bên trong như pin và bộ vi xử lý. Tắt điện thoại giúp giảm nhiệt độ và bảo vệ các linh kiện bên trong, kéo dài tuổi thọ của điện thoại, cải thiện tuổi thọ pin. Pin điện thoại cũng cần phải nghỉ ngơi. Việc tắt đi một thời gian ngắn sẽ giúp cân bằng lại các quá trình hóa học bên trong pin, từ đó kéo dài tuổi thọ của pin. Khắc phục lỗi phần mềm. Các lỗi phần mềm nhỏ thường xuất hiện sau một thời gian dài sử dụng liên tục. Tắt và khởi động lại điện thoại giúp làm mới hệ thống và khắc phục những lỗi này. Các chuyên gia cũng từng khuyến cáo người dùng nên tắt smartphone ít nhất một lần một tuần. Nhưng nếu chỉ tắt đi rồi bật lại thì chưa đủ, người dùng tắt đi ít nhất 2 phút trước khi bật lại. Và kiểu nghỉ ngơi này sẽ giúp cải thiện hiệu suất của điện thoại. Ngoài ra còn có lợi cho pin. Trong thực tế, việc thường xuyên tắt và bật điện thoại có thể gây hỏng hóc cho thiết bị di động. Mỗi lần khởi động lại điện thoại, quá trình kết nối mạng diễn ra rất chậm, xảy ra sự chậm trễ khi truy cập các ứng dụng như Zalo, Facebook và có thể dẫn đến việc không thể hiển thị tin nhắn. Have free up memory when your phone is constantly running, app and service running in the background, can the consumer a lot RAM, shutting down and the restart your phone free up memory.